Hôm nay chúng ta sẽ làm quen với một công cụ tương đối là đặc biệt. Đấy là nhóm công cụ Lightpen Bucket và công cụ Shape Builder Tool. Ở buổi trước thì chúng ta làm quen với lại cái nhóm lệnh Pathfinder. Nó giúp chúng ta là sử dụng các lệnh Pathfinder để cắt hàm các cái đối tượng cơ bản thành những cái đối tượng khác, hoặc là phức tạp hơn hoặc đơn giản hơn. Thế thì trong cái quá trình mà làm như thế thì chúng ta cũng gặp phải một số vấn đề, ví dụ như là khi chúng ta làm mà xử lý các đối tượng mà có phần giao nhau thì cái thao tác mà xử lý những phần giao nhau đó nó tương đối là phức tạp, mặc dù là chúng ta đều làm được bằng các lệnh ở trong Pathfinder. Tuy nhiên là cái cách làm như thế thì nó vẫn chưa phải là tối ưu, và Illustrator cung cấp cho chúng ta một cái phương tiện tốt hơn, mạnh hơn để chúng ta có thể thực hiện những cái việc đó một cách nhanh chóng và thuận tiện. Tôi là ví dụ như thế này, chẳng hạn như là chúng ta muốn thể hiện một cái sự phối màu, pha màu chẳng hạn. Khi tôi có một cái hình như thế này, chẳng hạn đây là một hình màu đỏ đó, một hình màu đỏ với lại giao cắt với lại một cái hình nữa, hình màu vàng chẳng hạn. Tôi muốn thể hiện rằng là cái phần giao nhau giữa hai cái đối tượng này nó trộn màu giữa hai cái đối tượng gốc để ra màu cam chẳng hạn. Thế thì thường là chúng ta sẽ phải xử lý là như thế này. Đầu tiên là copy này, vẽ chọn này, sau đó là chúng ta copy để chúng ta cất giữ lấy hình gốc này. Chúng ta sẽ làm việc với lại nhóm công cụ Pathfinder và chúng ta sử dụng cái lệnh là intersect. Đấy, nếu như mà logic rất là thông thường mà chúng ta sẽ sử dụng intersect thì nó sẽ giữ lại được cho chúng ta cái phần giao nhau. Sau đó thì chúng ta sẽ tô cho nó cái màu là màu hòa trộn giữa hai cái màu chính, đúng không? Và cuối cùng thì chúng ta sử dụng edit, chúng ta chọn lệnh paste in back để chúng ta dán hai cái đối tượng gốc về phía sau, coi như là hai cái ô này hòa trộn với nhau để ra cái màu này. Đấy, ví dụ như thế. Hoặc nếu làm một cách khác thì chúng ta cũng có thể làm như sau: chọn các đối tượng gốc, đúng không? Sau đó thì chúng ta sử dụng cái lệnh là lệnh divide. Khi mà chúng ta sử dụng divide thì nó giao nhau ở đâu thì nó cắt nhau ra đấy, đúng không? Và chúng ta lúc đó lại phải chọn riêng cái đối tượng như thế này và chúng ta sẽ tô cho nó cái màu mang tính là trung gian. Sau đó thì chúng ta quay trở lại thì chúng ta thấy là nó như thế này. Như thế thì nó cũng vẫn tương đối là mất nhiều cái thao tác. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ làm quen và chúng ta tìm hiểu xem là cái công cụ mới mà hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nó có cái điều gì nó hay hơn so với lại cái công cụ mà chúng ta đã làm việc buổi trước. Ở đây thì bản chất của cái lệnh hay là cái công cụ Lightpen Bucket này, tức là nó tạo ra một cái dạng đối tượng mới, trong đó nó chấp nhận cái phần giao nhau giữa các đối tượng gốc và nó bảo toàn được cái phần giao nhau đó ở một cách là dài lâu, kể cả trong trường hợp mà chúng ta di dịch một trong hai đối tượng gốc. Đây các bạn quan sát này, điều kiện cần và đủ là gì? Điều kiện đó là gì? Trước khi mà làm được cái việc đó, các bạn phải chọn những cái đối tượng có liên quan. Ở đây thì các bạn nhìn thấy là đối tượng đỏ và đối tượng vàng giao nhau và tạo ra một cái phần khép kín ở đây. Và tôi sẽ sử dụng cái công cụ là công cụ Lightpen Bucket. Sau khi tôi sử dụng công cụ Lightpen Bucket thì tôi có thể chọn được một cái màu nào đó. Đó, sau đó thì tôi kích vào đây. Miễn là cái phần này là cái phần được tạo ra thành một cái không gian khép kín thì nó sẽ tô được màu ấy vào đấy. Thì thao tác này chúng ta chỉ phải làm có một thao tác duy nhất là tô màu mà thôi, kích vào và tô màu mới mà thôi. Thế còn tại sao nó gọi là Lightpen? Thế đây, tôi giải thích một chút. Khi mà chúng ta tạo ra một cái đối tượng Lightpen như thế này thì các bạn sẽ thấy là nó có sự khác biệt so với lại những cái đối tượng thông thường. Đây các bạn để ý một tí. Ở đây là coi như là một nhóm. Đó, đây coi như là một nhóm. Và các bạn sẽ thấy là cũng hiện lên những cái hình bao xung quanh để điều khiển. Tuy nhiên là khác với lại cái Burning Box thông thường thì ở đây nó không phải là một cái hình vuông nhỏ nhỏ thông thường nữa, mà trong này nó có một cái hình hoa thị nhỏ nhỏ trong từng hình vuông đó.
Đấy, đây chúng ta có thể xem nhanh luôn một cái ví dụ khác đúng không? Một cái màu đỏ này, một cái màu vàng này, ví dụ thế. Và nếu như mà chúng ta sử dụng cái lệnh là lệnh divide thì tôi có thể chọn và tôi tô màu như thế này đấy. Nhưng mà khi mà chúng ta chọn tất cả này, quan sát này đúng không, cái Multi Mux này thì cái hộp hộp điều khiển của nó ở góc nó rất là nhỏ, nó cũng là vuông nhỏ, mà khi tôi bấm vào đây thì các bạn quan sát cái này nó rất khác đúng không? Thế thì bây giờ chúng ta sẽ xem là cái cách thức làm việc nó như thế nào nhé. Tại sao gọi là line, tại sao lại gọi là line pane? Thì đây, ở đây chúng ta có hai công cụ, gọi là công cụ selection và công cụ direct selection. Công cụ selection thì nó có cái tác dụng đó là chọn đối tượng hoặc các đối tượng. Đấy. Ở đây thì chúng ta chọn thì nó chọn cả cái nhóm gọi là line pane. Đấy, object. Thế nhưng mà nếu như mà tôi sử dụng công cụ direct selection thì nó cho phép tôi chọn một cái đối tượng nào đó ở trong cái nhóm này thôi, không phải là cả nhóm. Và khi tôi chọn được rồi, tôi chuyển lại sang cái công cụ selection này thì cái body box nó lại hiện lên và tôi có thể di dịch được để chuyển. Cái điều khác biệt ở đây các bạn nhìn nhìn kỹ này, cái đoạn màu cam này là đoạn mà giao nhau khép kín giữa hai đối tượng gốc. Thế và nó không có cái diện tích hay là nó không có hình hài, nó mang tính cố định. Tôi di một trong hai đối tượng gốc thì cái phần giao nhau này nó sẽ có diện tích thay đổi, có vị trí thay đổi và nó vẫn luôn luôn bảo toàn rằng là đây là phần giao nhau giữa hai đối tượng và nó được tô một màu khác. Khi mà tôi di dịch những đối tượng này thì các bạn thấy là rõ ràng diện tích cũng như vị trí cũng như hình dáng nó thay đổi theo cái di chuyển của tôi đúng không? Nhưng mà nó luôn luôn bảo toàn được là gì, đây là phần giao nhau và đây là phần có thuộc tính màu khác với lại hai đối tượng gốc đấy. Thì đấy chính gọi là line. Line là vì chúng ta có thể dịch chuyển và nó vẫn giữ được cái mối quan hệ của nó với các đối tượng gốc. Tất nhiên cái này nó sẽ không còn nếu như các bạn kéo nó ra ngoài thì kéo vào trong nó sẽ không còn cái đấy nữa, tại vì là cái diện tích giao nhau nó bị mất đi rồi cho nên nó không bảo toàn được thuộc tính. Nhưng một khi vẫn giao nhau, kể cả là giao nhau một pixel thôi thì nó cũng sẽ vẫn duy trì được cái thuộc tính riêng của nó ở phần giao nhau đó. Thế và đây undo lại này, thế và có tháo dỡ được ra không, tháo dỡ thì nó thành cái gì thì các bạn xem đây, chọn này. Bây giờ chúng ta sẽ vào menu object và thay vì việc là group, tại vì group và ungroup, tại vì đây không phải là group đó, thì chúng ta sẽ tách nó ra bằng cách là sử dụng lệnh expand, tháo nó ra như thế này. Đấy. Sau khi chọn lệnh thì nó sẽ hỏi chúng ta là tháo dỡ ra và thành những cái gì, thành đối tượng này, thành bề mặt tô này và đường viền. Đấy, nhấp OK. Sau khi chúng ta tháo ra thì nó trở thành một group. Và bây giờ chúng ta lúc đó chúng ta mới ăn group ra. Thì lúc này chúng ta có thể là tháo dỡ và đưa nó ra được thành cái gì? Một đối tượng như thế này. Một đối tượng như thế này. Một đối tượng và phần giao. Lúc này thì nó mới tách bạch hẳn ra thành các cái đối tượng rời rã. Khi nào mà chúng ta hủy nó cái tính chất là lái bên đi. Thế còn lại là các cái phần mà đường vào của đối tượng gốc. Thế thì cái này nó sẽ giúp cho chúng ta giải quyết vấn đề gì? Tất cả những cái gì mà mang tính giao cắt nhau thì nay chúng ta không phải xử lý phần giao cắt nữa, mà chúng ta có thể tô thẳng luôn vào và nó tự tạo ra cái phần chứa màu mới luôn. Quay trở lại với bài hôm trước nhé, chúng ta vẽ cái vòng tròn Olympic chẳng hạn đúng không? Đây chúng ta xem nó có nhanh hơn được thế nào không nhé. Ví dụ này giữ shift này, vẽ một vòng tròn này, Ctrl C, Ctrl F để nhân bản này, giữ shift và giữ an này, thu lại đến đây. Vậy là tôi có hai vòng, chọn cả hai vòng và tôi chọn lệnh gì đây, Pathfinder, chọn exclude. Vậy thì tôi có một vòng rỗng này. Đến đây thì tôi lại nhấn an, tôi kéo cái thằng này ra. Vậy thì tôi sẽ xử lý cái gì? Tôi xử lý một đoạn này đúng không, và một đoạn này. Thế thì bây giờ thao tác rất là đơn giản, tôi chỉ việc là chọn cả hai này đúng không. Bây giờ tôi chọn lấy một màu trước này, đây
Chọn một màu trước này, và tôi tô đấy. Tốt nhất là chúng ta chọn Light Paint mới đã đấy, sau đó thì chúng ta mới chọn màu đấy. Màu đỏ nhá, được chưa? Chỗ này là ăn lên nhá, chỗ này là gì đây, vòng xuống nhá. Thế sau đó thì tôi lại chọn màu xanh này, đây là xanh này, đây là ăn lên trên này, đây là vòng xuống dưới này. Đến đây tôi đã có được một cái hình xử lý rất là nhanh, tôi không cần phải mất rất là nhiều thời gian để mà xử lý cái đoạn mà giao cắt giữa chúng nó nữa. Đấy, thì với cách như thế này thì chúng ta rất là dễ để mà chúng ta có thể làm được những cái phần mà nó giao nhau nhiều. Đấy, xử lý cực kỳ nhanh. Thế thì ở đây các bạn quan sát ở trong cái nhóm công cụ này của chúng ta thì chúng ta có đến ba cái, một cái tên là Light Paint Bucket, một cái là Light Paint Selection, thì cái này là nó đi kèm với cái Light Paint Bucket. Thực ra thì đây là một một cặp công cụ với nhau đấy, và nó có trước một chút. Thế còn cái Shape Builder Tool này thì mãi tới phiên bản, nếu tôi nhớ không nhầm, là CS5 mới bắt đầu xuất hiện thêm cái Shape Builder Tool này. Đấy, còn trước đó thì các cái phiên bản CS trước đó thì đã có cái cặp Light Paint Bucket và Light Paint Selection này rồi. Thế còn Light Paint Selection này thì nó giúp chúng ta cái gì? Nó giúp chúng ta là sau khi mà đã xử lý xong thì đây là một cái đối tượng gọi là đối tượng Light Paint rồi, thì chúng ta vẫn có thể là can thiệp vào nó. Đấy, bằng cách là chọn cái công cụ Light Paint Selection, tôi có thể chọn vào bất kỳ một cái phần nào ở trong cái nhóm này, và phần nào được chọn thì các bạn nhìn thấy là nó sẽ có cái sự khác biệt ở trên màn hình. Đấy, nó răm răm cái bề mặt này lên, và đấy là cái sự lựa chọn. Và từ cái lựa chọn này thì chúng ta có thể chọn để chúng ta tô một màu mới bất kỳ cho cái đối tượng Light Paint này, mà không cần phải tháo dỡ, không cần phải xử lý thêm cái gì đấy để hiệu chỉnh màu. Thế còn trường hợp công cụ mới thì sao? Công cụ mới thì chúng ta cùng xem như thế này. Đây, vẫn lặp lại các thao tác vừa rồi. Chúng ta có một hình này. Bây giờ quay trở lại công cụ này nhé, để làm theo tỷ lệ phần trăm. Copy. Đó. Sau đó lại sử dụng lệnh gì đây? Exclude, và chúng ta kéo nhân ba cái vòng thứ hai. Bây giờ tôi cũng làm như thế, nhưng tôi làm bằng công cụ mới ở trong nhóm này. Thay vì làm Light Paint thì tôi sử dụng cái Shape Builder Tool. Chúng ta chọn Shape Builder Tool thì sao? Thì tôi có thể chọn và tôi tô ngay được cái này, và làm xong thì nó tháo dỡ ra luôn, chứ nó không đóng gói thành một cái đối tượng kiểu Light Paint nữa. Đây, tôi chọn màu đỏ này, đỏ này, đỏ này, đó, đỏ này, xanh này, xanh này, xanh này, ví dụ thế. Sau khi mà chúng ta làm xong thì nó có khác gì cái công cụ kia không? Có khác, bởi vì các bạn thấy là các bạn có thể nhắc ra thành từng phần như thế này luôn, không cần phải expand, không cần phải cái gì nữa đấy, và nó cũng không có tính chất line. Tôi nhấc ra là nó tháo dỡ luôn ra. Còn thằng Light thì nó có thể cho phép chúng ta di dịch các đối tượng gốc để mà làm thay đổi vị trí của cái phần giao nhau. Thằng này thì không, thằng giao là nó thành một đối tượng mới luôn. Đấy. Thế thì nó có thêm một cái vấn đề này, chúng ta cùng nhau quan sát thêm một tí. Vừa rồi là chúng ta làm là các đối tượng khép kín và giao nhau để tạo thành các cái vùng khép kín mới. Đấy, nhưng mà không nhất thiết là phải các đối tượng khép kín. Đôi khi các bạn có thể làm việc với một một hình nào đó thôi. Đấy. Có khi tôi sử dụng công cụ như này, tôi chỉ cần vẽ ra để tạo ra thành những cái phần giao nhau như thế này chẳng hạn. Đây, các bạn quan sát, chỉ cần tự tạo ra cái phần giao nhau này thì cái này cũng có quyền làm như thế. Miễn là nó tạo ra gì đây, những cái không gian mang tính khép kín thế này, thì các bạn cũng có quyền là tô vẽ vào đây. Đấy, cứ khép kín là tô được. Đấy, đấy là cái điều rất là hay của cái nhóm công cụ Light Paint hoặc là
Shape Builder Tool. Đấy, và như vậy là nó sẽ giúp cho các bạn xử lý vấn đề vô cùng nhanh. Thế ngoài cái phần giao nhau tương đối đơn giản như thế, chúng ta lại xem một cái trường hợp khác nữa là gì. Trong một cái bản thiết kế thì chắc chắn là chúng ta sẽ có rất rất nhiều các cái đối tượng sắp xếp nằm cùng vào với nhau. Thế và nếu như mà các bạn mà vẽ những cái đối tượng đó thì các bạn sẽ mất rất nhiều công để các bạn ghép miếng nọ vào với miếng kia để cho nó khít, cho nó khớp. Vì là hình nào chúng ta cũng phải vẽ, và không những vẽ xong, đôi khi chúng ta còn phải dùng hình nọ cắt hình kia để cho nó khớp hẳn vào nhau. Thế nhưng mà chúng ta hình dung thế này nhá, giống như xây nhà chẳng hạn. Nếu như mà ở trong một cái mảnh đất to mà một nhà nào đó mà xây trước thì các bạn sẽ phải xây đủ cả 4 mặt nhà, đúng không? Nhà nào xây đầu tiên, thế cái nhà hàng xóm thứ hai đôi khi nó có thể là gì đây nhỉ, nó xây một cái tường bao. Bây giờ nhà thì nó phải chịu lực thì hơi khó, nhưng mình nói là cái tường bao đi. Đấy, nhà nào xây cái tường bao xung quanh khu đất nhà mình thì bao giờ cũng phải xây đầu tiên và xây đủ 4 mặt thì nó bao kín. Nhưng nhà thứ hai mà ngay bên cạnh thì nó chỉ phải xây bao nhiêu, 3 mặt thôi, đúng không? Tại vì đã có một mặt thằng kia nó xây sẵn cho mình rồi thì thằng thứ hai sẽ không phải xây nữa. Nếu như bây giờ hai thằng mà xây trước mà lại nằm không cạnh nhau, thằng thứ ba mà xây mà nó nằm ở giữa thì nó lại giảm bớt đi, nó chỉ phải xây gì đây, có hai mặt thôi, tại vì hai bên hông là hai bên nhà kia nó xây rồi. Thì cái thao tác mà chúng ta làm việc với lại nhóm công cụ Lightpaint hoặc là Shape Builder Tool này nó cũng sẽ giúp chúng ta giải quyết như thế. Nghĩa là những cái thằng nào mà nằm cạnh nhau thì có thể lợi dụng những cái đối tượng nằm bên cạnh để giảm bớt thao tác đi. Đấy, giảm bớt thao tác đi. Thì ví dụ như là chúng ta mà vẽ một cái hình nào đấy mà mang tính hình khép kín nhé, một hình khép kín đơn giản nhất thì nó sẽ là hình tam giác, đúng không? Là ít cạnh nhất. Đấy, thế còn phức tạp hơn một tí thì là 4 cạnh hoặc 5 cạnh hoặc 6 cạnh. Thế thì các bạn cứ hình dung ra một vài đối tượng ban đầu chúng ta sẽ phải vẽ nhiều nhiều, nhưng càng về sau những cái mảnh mà sát cạnh nhau ấy thì chúng ta càng làm ít đi. Đấy, và chúng ta chỉ cố gắng là vẽ ra một vài đường làm sao để gì đấy, để mà khép lại trở thành một cái không gian kín. Thế là xong, ok. Nó sẽ giảm vô cùng nhiều cái thời gian phải xử lý đi. Thế bây giờ tôi sẽ minh họa thử cho các bạn một cái hình như thế này nhé. Chúng ta cùng nhập một cái ảnh mẫu vào đây xem nào. Trong Illustrator thì chúng ta sẽ có hai cách. Nếu mà làm việc với ảnh ấy, thì thông thường đúng quy cách thì chúng ta sẽ sử dụng lệnh plus để chúng ta đưa cái ảnh bên ngoài vào. Bây giờ tôi tìm một cái ảnh mẫu. Đây, ví dụ chúng ta lấy thử cái này đi. Đúng không? Tôi có một cái ảnh thế này. Đây là cái logo tương đối quen thuộc, đúng không? Logo cũ của Apple. Thế thì chúng ta muốn làm cái này thì chúng ta sẽ sử dụng công cụ vẽ để chúng ta vẽ hình ra, đúng không? Hoặc là chúng ta cắt hoặc là chúng ta ghép. Nhưng bây giờ thôi, khoan nói đến cái việc phức tạp. Bây giờ chúng ta giải quyết thế này nhé. Về mặt nguyên tắc, khi mà đưa ảnh vào mà đồ lại để vẽ lại cái gì đó thì các bạn sẽ nên đưa nó vào bằng lệnh plus, sau đó thì các bạn sẽ khóa nó lại để trong quá trình làm nó không bị vướng víu vào các đối tượng khác. Thì chúng ta khóa bằng cách là vào object, trước tiên là chọn đối tượng này, sau đó vào object này và các bạn chọn lệnh lock và chọn selection, hoặc các bạn có thể chọn đối tượng và nhấn phím Ctrl 2. Sau khi khóa xong rồi, ok, chúng ta thấy nó hiển thị nhưng mà chúng ta không chọn được nó nữa, không chọn được nó nữa bởi vì nó bị khóa rồi. Bây giờ việc của chúng ta là gì? Ví dụ vẽ lại. Đó. Ở đây thì cũng có một cái vấn đề là chúng ta sẽ rất là tiện, tại vì là pen của Illustrator hay là pen của Photoshop là nó giống hệt nhau. Đấy, cho nên là nếu các bạn đã biết được về pen của Photoshop rồi thì chúng ta không cần phải nói lại là vẽ cong thế nào, vẽ thẳng thế nào, điều chỉnh thế nào nữa,
Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng công cụ này, chúng ta vẽ luôn này. Đó. Ví dụ này. Đây. Sau đó đây, ví dụ cái này, cái lá thì thôi chúng ta tính sau nhé, tại vì chúng ta đang muốn giải quyết cái vạch ngang này đúng không? Thế bây giờ thay vì việc là chúng ta phải đo, chúng ta phải vẽ, chúng ta phải cắt từng lớp một, thì bây giờ các bạn chỉ việc là làm sao đây, các bạn vẽ cho tôi từng cái gạch như thế này đó, ví dụ như thế này một cái này, bây giờ tôi giữ an này, tôi kéo nó xuống này đó, nhân bản này kéo nó xuống này. Kéo nó xuống này, kéo xuống đến đây. Thế thì chúng ta đã xử lý được chưa? Đến đây chúng ta chỉ việc là chọn tất cả này, đúng không? Sau đó thì chúng ta sử dụng công cụ, có thể là Line Paint, có thể là Shape Builder. Tốt nhất trong trường hợp này chúng ta xài luôn Shape Builder tool này. Chọn này, và bây giờ chúng ta sẽ tô này, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vậy là tôi có được 6 cái đã này. Đây, cứ lấy được đối tượng đã, sau đó thì chúng ta sẽ dịch ra một chút. Việc bây giờ chúng ta làm là gì đây, tô lại màu đúng không? Đây, lấy mẫu này, xong lấy mẫu này, thế thì mọi việc nó sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Chúng ta cứ vẽ đi phần giao nhau, nó sẽ giúp chúng ta xử lý tách ra thành các cái đối tượng khác nhau, và từ đây là chúng ta có thể là tiết kiệm được rất nhiều thứ. Tất nhiên hình này cũng tương đối là dễ, tại vì nó thẳng, nó đều, tương đối là dễ. Nhưng mà với những cái hình phức tạp hơn nữa thì chúng ta có làm được không, thì chúng ta sẽ xem thử một cái ví dụ khác. Đây, muốn tháo một cái đối tượng ra thì các bạn sẽ vào unlock all đấy, còn nếu như mà các bạn muốn tháo khóa cho một đối tượng ở trong cái nhóm đấy thì các bạn sẽ vào cái gì đây nhỉ, vào cái cửa sổ layer, và cũng giống như Photoshop chúng ta sẽ có ra đây F7 đúng không, chúng ta mở ra và tìm cái nào có khóa mà chúng ta cần tháo. Nếu như có nhiều cái mà chúng ta chỉ muốn tháo khóa một thôi thì chúng ta nên dùng cách này, còn nếu mà ở trên lệnh object này unlock thì nó sẽ là unlock all, nó sẽ tháo hết tất tần tật đấy, nó sẽ chạm, đôi khi nó sẽ chạm phải những cái đối tượng chúng ta vẫn muốn khóa đấy, thì nếu mà mở khóa tất thì chúng ta sẽ dùng này, còn nếu mà chỉ muốn mở một thì nên mở ở trong layer đấy, và sau khi mở khóa xong thì chúng ta có thể xóa bỏ cái này. Bây giờ tôi đi tìm thêm một cái ảnh thứ hai, nó sẽ phức tạp hơn một tí. Đây, tôi sẽ dùng cái ảnh này. Đây, các bạn quan sát thử xem. Bây giờ tôi có một cái hình như thế này. Đây là hình một viên đá quý. Đó, một cái mặt nhẫn. Thế thì vẽ lại thế này thì theo các bạn nó có phức tạp không? Liệu nó có phức tạp không? Trông thì rất là phức tạp đúng không? Nếu như mà chúng ta chỉ dùng các cái lệnh vẽ thông thường và những cái lệnh cắt hàn ở trong Pathfinder thì rõ ràng là cái việc này là một việc rất mất thời gian. Khó thì không phải là khó, tại vì nó không có cái gì cả, các mặt này nó đều là các hướng thẳng, cho nên là chúng ta kể cả mới dùng công cụ vẽ thì chúng ta cũng sẽ vẽ được những cái mặt nhỏ này thôi, nhưng để vẽ được đầy đủ tất cả các mặt này và cho nó khớp vào nhau và cho nó xử lý cho nó nhanh thì công việc này cực kỳ mất thời gian.
Nhưng với sự trợ giúp của cái nhóm công cụ hoặc là Live Paint hoặc là Shape Builder thì chúng ta có thể xử lý nó nhanh lên gấp đôi gấp ba so với lại cái cách vẽ cũ trước đấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ xử lý cũng bằng cách là gì đây? Vẽ hình ra thôi, đúng không? Bây giờ tôi chọn một cái màu nào đó, tốt nhất là nên chọn một cái màu mà nó hiển thị nó tương đối rõ ràng ở trên này. Có lẽ chúng ta lấy một cái màu xanh đi để cho nó nổi rõ so với cái hình đỏ này đó. Bây giờ ví dụ tôi vẽ mẫu được một đoạn như thế này, đoạn mặt chính này nhé. Thế thì trước đây thì chúng ta cứ phải vẽ từng mặt, sau đó thì vẽ những cái thằng bên cạnh, xong rồi lấy thằng nọ đè lên thằng kia hoặc lấy thằng nọ cắt bớt thằng kia đi để cho nó khớp vào với nhau. Thì bây giờ chúng ta sẽ không phải làm như thế nữa, mà công việc của chúng ta sẽ tốc độ hơn vô cùng nhiều. Ví dụ đây, chúng ta vẽ thêm một đoạn nhé. Đây, tôi có thể vẽ một cách nó tốc độ hơn rất là nhiều. Này, ví dụ đây. Một hình này. Đó. Bây giờ tôi lại vẽ tiếp này. Ví dụ đến đây có cái gì đó mà chúng ta thấy là nó chưa khớp thì các bạn có thể chuyển sang cho tôi thành công cụ Direct Selection, và chúng ta sẽ bấm vào cái điểm điều khiển của cái đoạn này, chúng ta sẽ co kéo làm sao cho nó chuẩn với lại cái bài mẫu. Sau khi chuẩn rồi thì bây giờ tôi sẽ làm cái thao tác là dịch nó đi một đoạn, sau đó thì tôi sẽ xử lý hình và tôi lấy mẫu. Thế để dịch một cái đối tượng đi một đoạn làm sao cho nó chuẩn thì chúng ta vào Edit, chúng ta vào Preference, sau đó thì vào General. Trong General này thì các bạn sẽ thấy có một cái tham số ở đây, đó là Keyboard Increment, và đây chính là cái tham số mà chúng ta cài đặt để gán cái quãng đường đi cho một cái lần dịch chuyển bằng bàn phím. Có nghĩa là tôi chọn một đối tượng này, sau đó tôi bấm phím sang phải, sang trái, lên hay xuống thì nó sẽ chạy theo đúng cái hướng đó. Thế và đơn vị mà đo như thế này các bạn cảm thấy nó chưa quen lắm thì các bạn sẽ vào phần unit này và các bạn chọn cho tôi cái tham số là mm cho nó dễ đi. Sau đó thì chúng ta quay trở lại general này, tôi có thể dịch cho nó là ví dụ như là 200 mm chẳng hạn. Ok đi. Thế thì khi mà tôi chọn như thế này, tôi chỉ việc là chọn này và tôi bấm phím mũi tên là nó sẽ chạy đúng cái khoảng cách như thế. Thế còn tại sao mà chúng ta cần gán cái này thì một xíu nữa tôi sẽ nói tiếp với các bạn. Sau khi mà chúng ta có được cái thao tác dịch như thế này rồi thì bây giờ chúng ta chọn và chúng ta chọn lệnh gì đây nhỉ? Shape Builder Tool đúng không? Này, Shape Builder Tool. Và chúng ta sẽ chọn lấy một cái màu nào đó, chúng ta tô đại vào đã để cho nó có cái bề mặt cho nó dễ nhìn đã, đúng không? Đến đây rồi thì tôi đã có đầy đủ các mặt rồi và việc còn lại bây giờ tôi sẽ đo tiếp. Đó, đo này, à, đây, đây hoặc không thì chúng ta có thể chọn lần lượt hoặc chúng ta thử xem nào, này, Live Paint thì nó chỉ cho Live Paint thôi. Thế đây, chúng ta có thể là chọn riêng này, một này, đúng không? Một, V, chọn tiếp thằng khác, Y. Đó, V, Y ngắn, V, chọn thằng này, Y ngắn. Đó, sau đó lại V, chọn Y ngắn, V, chọn Y ngắn. Đến đây, tôi được một loạt các mặt rồi. Thế nhưng các bạn sẽ thấy rằng à còn một cái mẫu này nữa đúng không? Bây giờ tôi sẽ vẽ như sau. Và tôi sẽ điều chỉnh nó một tí để cho nó khớp chuẩn vào với cái bài mẫu. Sau khi mà điều chỉnh khớp với bài mẫu rồi thì việc của tôi là gì? Tôi chỉ việc là gì đây? Chọn cái thằng này và tôi làm sao? Lại bấm phím mũi tên
để cho nó chạy về đúng sang bên này. Thế và dùng cái thằng này cộng với cái gì đây, cái mặt này, sau đó thì chúng ta lại sử dụng công cụ gì, Shape Builder. Tôi lại kích vào đây, thế kích vào đây rồi tôi có bề mặt này rồi thì tôi chỉ việc làm sao đây, lấy cái mẫu màu này tôi tô thôi, đây chọn này, đúng không? Thế thì rõ ràng là thay vì việc là phải vẽ rất nhiều thì bây giờ tôi cứ vẽ và tôi chồng chéo những cái đường đan nhau giao nhau vào đấy, thì thông qua đó thì chúng ta có thể là rất nhanh chúng ta vẽ được một tổ hợp những cái hình mà nằm kề sát bên nhau giao nhau như này đấy. Trước đây thì rõ ràng các bạn sẽ phải vẽ từng mặt một, đúng không nào, từng mặt một, sau đó lại căng ke để cho nó sát vào nhau, rồi thì thằng nọ nằm đè lên để che thằng kia, hoặc lấy thằng nọ cắt thằng kia để cho nó khớp vào nhau. Bây giờ không cần nữa, càng sát nhau càng tốt, thì tôi chỉ việc vẽ một chu vi bao quanh, sau đó thì tôi đan vào những cái đường nhỏ để mà tôi chia cái không gian ra thành nhiều cái không gian khép kín nhỏ bên trong, và sử dụng ngay cái nhóm công cụ Live Paint hoặc là nhóm công cụ hoặc là cái công cụ Shape Builder Tool, tôi phân tách nó ra thành từng cái đối tượng nhỏ như thế. Thì với cái cách như thế này thì các bạn thấy rồi đấy, thay vì việc là vẽ từng mặt một thì chúng ta vẽ cả cụ, và như vậy là tốc độ nó có thể nhanh gấp 2 gấp 3 lần so với lại cái phương pháp xử lý cũ đấy. Và như thế thì chúng ta sẽ vô cùng tiện trong cái quá trình mà chúng ta vẽ, chúng ta xử lý các cái hình như thế này. Thế thì bây giờ có lẽ là chúng ta sẽ dành ra vài phút để chúng ta làm thử cái thao tác với nhóm công cụ mới này. Sau khi các bạn không còn thắc mắc gì nữa thì chúng ta sẽ nói tiếp sang các cái phần tiếp theo.